Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm cái món tép mỡ xào giòn, xào tỏi giòn. Đây là tỏi, cái mỡ mình mua rồi nè, mình rửa sạch rồi. Mỡ này thì mình mua, mình chọn, mình lấy cái tép thì mình mua cái mỡ mỏng cho cái tép mình nó giòn. Còn cái mỡ mà loại mỡ heo mà nó mỡ nhiều á thì cái tép nó không có giòn, nó không có ngon. Mình mua lại cái mỡ mỏng cho tép nó giòn. Mình rửa sạch sẽ rồi, giờ mình làm cái món tép mỡ xào giòn thì mình có đường, nước mắm, hạt nêm. Rồi đây là cái sa tế với lại tỏi. Tỏi thì cho nhiều vô nó ăn nó mới ngon. Với muối. Giờ mình ướp vô cái miếng mỡ này một miếng muối, ướp cho đều miếng muối. Rồi mình đem mình để tủ lạnh một hồi, mình lấy ra mình sắc. Mình có cái chanh, mình ướp vô cái mỡ mình một miếng chanh nữa, đặng cho mỡ mình nó giòn nó ngon. Mình dắt vô đây miếng chanh. Mình ướp vô miếng muối luôn. Rồi mình thoa lên cho đều, mình ướp vô cho đều, thiệt đều. Cái này mình ướp chanh với muối của mình đều hết rồi. Giờ mình đem mình để tủ lạnh cho nó dễ sắc. Cái mỡ của mình để tủ lạnh giờ nó lạnh nè, nó dễ cắt rồi. Giờ mình lấy ra mình cắt. Mình cắt vuông vuông. Mình hấm tép mỡ ăn thì mình cắt vuông vuông. Này cô Hải Phương đi ghe rồi. Cô Hải Phương không có ở nhà, hay cô Phương có nhà cũng ở nhà xuống phụ với mình. Mình hấm mỡ, mình hấm cái mỡ mỏng gì nè, ăn cái tép mỡ giòn ngon dữ đó. Hôm nay mình ở đây trời hơi có hơi nắng nắng lên chút xíu rồi. Cái mấy hôm nay trời ngày nào ông cũng mưa quá trời mưa luôn rồi. Tỏi ra, tại vì này mình làm tỏi giòn cho nên mình không có lấy cái đồ bấm tỏi. Đồ bấm tỏi thì mình bấm, mình ướp thịt, ướp này kia thì nó ngon. Còn này mình làm tỏi giòn cho nên mình xắt cho nó giòn, nó không có ra cái nước tỏi. Cảm ơn cô chú và các anh chị và các bạn xem kênh và ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Mình luôn luôn chúc cho các anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe và vạn sự thành công trong cuộc sống. Mình bầm ra cho nó nhuyễn. Ăn hồng mình thi cho nó nhuyễn nhuyễn kìa. Mình cho hồng là nó mới áo vô cái miếng tỏi. Cái miếng tỏi mình áo vô cái tép mỡ nó mới ngon. Sáng đi chợ, anh Chính đi chợ chưa dậy nữa. Anh Chính đi chợ dậy, anh Chính vào mình chơi. Rồi, mình bầm xong tỏi rồi. Mình bắt chảo lên cái mình hứng mỡ. Mỡ mình sắc xong hết rồi. Mình đổ rồi đặng cho nó khô cái tép mỡ này. Giờ mình thi tỏi cho nó vàng nó thơm. Tỏi của mình vàng rồi.
vừa hơi hơi làm nhấp xuống là nó vàng luôn. Cái mình để trên cái nó vàng làm nhấp xuống nó bị đen. Tỏi mình vàng rồi thì mình tốc ra cái rổ cho nó ráo dầu. Cháy gia vị vô mình thắng. Bỏ đường vô. Gia vị mình kẹo lên rồi, để tóc mỡ vô mình ngào. Cho tỏi vô luôn, tỏi này mình để phân nửa thôi, bị tấp mỡ mình thắng nó teo lại khỏi xịu rồi. Đó mình cho tí xíu cái sao té vô. Tấp mỡ thì có màu vàng đẹp rồi, áo với tỏi rồi. Mình cho nó vô cái thấu nè. Cái thấu này mình làm gì mình để ăn lâu được nè. Tép mỡ này nè. Như tép mỡ xào giòn hoặc là tép mỡ xào tỏi. Tại vì mình làm tỏi nó áo ngoài tép mỡ ngoài. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay sáng nay mình đi chợ, cái mình mua một cái ống biển của con heo là cái khúc nhựn đi xuống á, cái này thì nó có gân nó ngon. Mà mình mua thì mình mua cái chân trước, cái chân trước cho con heo nó ăn nó ngon hơn, tại vì cái chân trước con heo nó vận động nhiều hơn, cho nên mình ăn cái chân trước nó ngon hơn chân sau. Chân sau nó ít vận động hơn, vận động nhẹ hơn cái chân trước, cho nên mình mua chân trước ăn cho nó ngon. Rồi đây mình chuẩn bị cái thau nước với muối hột để mình đổ muối hột vô đây cho nó tan ra, bạn mình ngâm cái chân heo vô mình rửa muối cho nó sạch. Rồi mình sẽ nấu với cái món măng chua. Đây mà măng chua của mình nè. Măng chua của mình làm ngon dữ lắm. Nó tắm tươi luôn. Nó không có bị vàng. Nó không có bị vàng mà nó vẫn nó tắm phao luôn. Nó không có bị vàng, không bị gì hết trơn, ngon dữ lắm. Mình sẽ nấu cái món măng chua của mình và heo nấu măng chua. Thì mình nấu măng chua thì mình có để thêm cái củ cải này. Củ cải này thì hồi nó mình sắc bông mình để lên cho nó đẹp. Mình hôm nay mình sẽ khai trương cái nồi này. Cái nồi này đó là cái nồi gang của Mỹ, cái người bên Mỹ gửi cho mình. Lâu nay mình chưa có nấu lần nào hết trơn. Cái nồi này với cái nắp thì mình làm cái chảo mình xài được luôn. Đây là cái nắp của nồi nè, ập xuống vậy. Mình thấy cái này thì mình nghĩ là cái nắp thôi chứ mình cũng không biết nữa, thì không biết phải hay không nữa, không có cái sách lên trên. Mình nghĩ là cái nắp, cái nồi thì là cái nắp mà giống như là cái chảo luôn nè. Mình lấy cái chảo mình xài được luôn, mình chiên bánh xèo bánh này bánh kia được luôn. Cái nồi này với cái nắp này luôn á là 5,5 kg, nó nặng á, nó nặng tới 5,5 kg rồi. Nay mình lấy ra mình hầm cái chân heo này, chân giò này, có cái miếng thớt này luôn. Lúc mà người ta cho mình cái nồi này á, thì có cái miếng thớt này luôn. Cái miếng thớt này tiện lắm, mình để xuống mình thấy lên gì, cái mình sắt này, cái mình sắt lên gì, mình đem lại tới nơi mình bỏ luôn, mình khỏi bỏ vô cái gỗ. Giờ mình chuẩn bị, mình vô bếp mình làm cho cả nhà mình xem nha. Mình bắt mày nước lên. Là cái nồi gang mình nghĩ là nấu đồ ăn chắc ngon lắm. Nồi nước bên đây thì mình luộc măng. Để giờ heo vô nước muối mình rửa cho sạch. Giò này nè, mình mua cái mình mượn người ta chặt luôn, chứ mình về nhà mình không có dao để mà mình chặt cái giò này, bị cái xương ống nó cứng dữ lắm. Người ta có con dao bự chảng luôn, người ta chặt phanh 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 cho mình luôn. Chứ về mình chặt mấy cái này là dao của mình nó mẻ nó hư hết trơn à. Cho nên mình mua cái người ta cạo lông sạch, người ta chặt cho mình luôn, chỉ về mình cạo lại cho sạch thôi. Cái giò heo này mình ăn một lần không hết, mình giờ mình chừa lại miếng này. Giờ mình cắt cái này ra. Và cái
cái móng này cái mình chẻ làm hai ra. Mình nấu cái món món heo này mình nhớ mẹ mình hồi đó ghê. Hồi đó lúc mà mình sanh con mình á, cái mẹ mình mua về xuống hầm cho mình ăn cho có sữa, hầm mình eo luôn thiệt ngon. Cái này nè, mình xách lên giống như là cái gỗ vậy. Giờ mình đem lại đây cái mình trộn sơ cái giò heo. Trộn sơ qua một nước cho nó săn rồi cái mình vớt ra. Tại vì thường khi giò heo mình nấu mình không trộn sơ qua một hồi cái nước nấu của mình nó không trong không, nó bị đục. Giờ mình lấy măng chua của mình ra cái mình đem mình rửa sạch rồi mình luộc. Măng này mình tới mùa nè, theo mà mình đi mua về mình để dành qua tháng không có măng mình ăn cũng ngon. Để qua tháng kia mình kiếm măng không ra. Măng của mình ngâm tắm tươi. Mình tắt ra luôn. Mình để măng chua mình vô mình luộc. Luộc cho nó chín rồi mình mới nấu. Mình nó săn rồi. Giờ mình vớt ra cái mình bắt cái nước khác ra để rồi mình nấu. Mình nấu vậy thì là thịt mình nó trong hơn, cái nước á, nước nó trong. Còn mình để vô mình nấu mình không luộc trước gì thì cái nó không trong. Giờ bắt nồi nước lên mình nấu. Có củ cải này bằng cái bào này nè. Bào thẻ nó sợ được, nó ngon hơn, nó mau đi, mau hơn gạo. Giờ mình để vô tí xíu để mình nấu thịt cho ngon. Hồi nãy thì mình để muối vô để mình luộc thịt. Giờ mình cắt đôi củ cải này ra mình làm thành cái bông. Để hồi mình để vô canh mình cho đẹp mà nó ngon nữa. Mình kẻ thành cái bông năm cánh cho đẹp. Giờ mình cắt cái bông mình ra. Rồi thịt cái mình nấu lần hai. Giờ heo này ai mà sinh em bé ăn có sữa vậy đó. Giờ nhà mình cắt ra. Giờ mình bỏ măng vô thịt luôn. Cái măng này mà mình ngâm măng chua cái nó trắng tươi vậy. Còn thường thường măng tươi mình luộc lúc nào nó cũng nhả ra màu xanh á. Chứ nó không có khi nào nó trắng tươi mình ngâm măng chua. Sau khi mình ngâm rồi măng mình nó trắng hơn. Ấy là bông của mình vô. Mình sắc khúc. Mình để vô. Cho gia vị vô luôn. Gia vị của mình thì có hạt nêm với tí xíu đường, nước mắm, muối. Cho nó thấm vô trong măng cho nó ngọt. Để cái gốc hành vô. Nãy mấy cái này nhuyễn nhuyễn của cái cà rốt nè. Mình để vô luôn. Ăn để bầu. Nồi măng chua của mình chín rồi, giờ mình nhập sốt. Tép mỡ của mình xào giòn xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn cái tép mỡ xào giòn với mình nha. Giờ mình xay tiêu vô tới nồi canh măng chua hầm và heo. Tới tép mỡ thì mình ăn cơm chung với măng chua hầm và heo. Xin chào cả nhà. Giò heo mềm mèo đúng không mẹ? Mềm không? Mình biết mềm. Mình mời cả nhà cùng ăn cơm với mình. Để con gắp tép mỡ. Ăn tép mỡ đi.
Mời cả nhà ăn cơm với mình. Tép mỡ thì đây, sầu giòn. Con mời cả nhà cùng ăn cơm với con. Con mời cả nhà cùng dùng cơm với con. Giờ mình ăn cái tép mỡ này. Ngon. Bé ăn cái này nè. Con mời gấp cho cái này nè. Bé thấy ăn cái này nè. Bé thấy ăn cái móng. Nó thấy thấy không? Ăn gấp ấy chưa? Ừ. Ăn chua nó khăn. Cảm ơn mà chả. Cái tép mỡ này nó còn giòn nè, giòn ngon ha. Dạ. Còn. Bạn nhắc từ trên bếp xuống mà để vẫn còn giòn ha. Dạ. Nhìn cũng ngon. Chưa ngon. Măng này mình ngâm vậy mà nó cũng còn giòn. Cái tép mỡ mà thường thường mình ấy mỡ ra mình để nó bị nó không ngon phải không? Bị meo thôi. Con này mình làm vậy mình để lâu được hả? Để lâu được. Măng này có chua không ta? Chua. Cũng không chua mấy, cũng giúp măng tươi hết mẹ. Mà nó tắng, còn cái măng mà mình lấy vô mình làm liền nó không có tắng. Như vậy mình để dành gì mình ăn được lâu không? Bây giờ mình ăn lâu được. Ngập mỡ. Béo. Mình nói gì mình ăn nó hơi chua chua không nhé. Cái măng chua này nè các anh chị, mình làm gì nè, mình nấu canh ăn ngon dữ lắm. Ăn nó hơi chua chua mà nó vừa, cái ăn nó vừa vậy ăn cảm thấy nó rất là tuyệt vời luôn. Có anh các chị nào mà chưa có ngâm măng chua kiểu giống như mình vậy nè, làm giống như mình bảo đảm là ngon. Nấu với thịt, nấu với xương ăn rất là ngon mà nó không ngán nữa, nó ngon dữ lắm. Cái này mình, cái nào ngon mình nói ngon, để nhiều khi các anh các chị thấy mình làm, nhiều khi chưa làm thử thì không ngon thì không ngay, còn mình nói ngon là rất là ngon. Cái này ít bữa mình đi mua về mình ngâm để dành ăn với em mốt qua cái mùa tháng nắng là không có măng quá mà măng ấy, măng ra tàu á, măng điện trúc. Còn này măng măng tông phải không? Măng tông. Măng xanh hình như ăn nó hơi đắng đắng mà. Đúng, không ngon măng đen này, măng đen này ăn ngon hơn. Thấy măng xanh thì như lúc nào chọn nó cũng quán. Đồng bán mà. Củ cải này bác. Điện trúc mà. Củ cải ngọt lắm. Thì chứ qua mùa nắng nhiều á cũng không có. Đi chợ mua kiếm cũng không ra ít á. Tép mỡ làm giòn ngon. Này mình làm để dành ăn cơm nè. Cái tép mỡ của mình ăn ngon dữ lắm. Rồi cái măng chua mình nấu với cái giò heo ăn cũng ngon nữa. Ăn hết rồi, hết cơm rồi. Mình xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui tươi và hạnh phúc và mạnh khỏe. Mình nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và ủng hộ cho kênh Bà Bán Miền Tây. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.